nhân tố phá hoại hạnh phúc gia đình. Người thứ ba. Hải xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Người thứ ba. Nhắc đến cụm từ này thôi thì Hải nghĩ rằng là chúng ta đang có rất là nhiều những cái từ hot trend để nhắc đến người thứ ba, ví dụ như là em gái trà xanh này, em gái mưa này, phi công này, rồi em trai trẻ gì vân vân và mây mây. Rất là nhiều những cụm từ có thể để dành cho người thứ ba. Và chúng ta thì mặc nhiên và định nghĩa người thứ ba là gì? Người thứ ba là người chen chân vào một mối quan hệ giữa hai người, và thậm chí mối quan hệ đó đang vô cùng tốt đẹp và có rất là nhiều những cái năm gắn kết bền vững với nhau. Và người thứ ba ở đây thì vô tình cũng có thể trở thành nạn nhân ở đâu đó, bởi vì là hãy nghe phong phanh rất nhiều những cái câu chuyện là người thứ ba không hề biết họ đang là chen chân vào một mối quan hệ khác. Vậy thì làm cách nào để không bị trở thành người thứ ba? Làm cách nào để có thể giải quyết vấn đề khi có người thứ ba xuất hiện trong mối quan hệ của các bạn? Và làm thế nào để người thứ ba không ảnh hưởng đến cuộc sống của các bạn? Thì ngày hôm nay Hải Yến xin mời tất cả quý vị và các bạn hãy đồng hành cùng với Hải Yến và một chuyên gia không thể nào thiếu trong chương trình của chúng tôi, tiến sĩ Tonia. Xin chào Hải Yến và rất vui được gặp lại quý vị khán giả của chương trình Người thứ ba. Ngồi ở đây và đồng hành cùng với mọi người thì thực sự là một áp lực rất lớn. Bởi vì chúng ta gặp nhau có thể là rất nhiều qua màn ảnh nhỏ, qua nhiều chương trình, nhưng mà đây là một chương trình thực sự đặc biệt. Bởi vì tôi sẽ không dám đưa ra bất cứ một cái lời khuyên nào cho những cái câu chuyện mà chúng ta được lắng nghe trong chương trình này. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Và cái việc mà chúng ta phải đón nhận một cái sự xuất hiện bất ngờ của một nhân vật không hề mong muốn mà chúng ta gọi là người thứ ba đó, nó cũng có muôn vàn kịch bản khác nhau. Rất khó để chúng tôi ở đây, tôi và Hải Yến sẽ phải chốt lại một cái đáp án, một cái kết luận nào đó nó thực sự đạo lý, nó thực sự chính xác cho mọi người. Tuy nhiên chúng tôi hy vọng rằng là cái sự nỗ lực của chúng tôi ở đây nó sẽ giúp cho chúng ta có những cái nhìn dễ chịu hơn về những cái diễn biến đương nhiên là không hạnh phúc, nhưng mà chúng ta nhìn nó để chúng ta có thể có những cái lựa chọn mà nó làm cho cuộc sống của mình hạnh phúc hơn vào ngày mai. Hạnh phúc hơn khi chúng ta đã nhìn được cái câu chuyện một cách thấu rõ rồi, thấu suốt rồi. Và người thứ ba thì thực ra nó không phải là một câu chuyện mới. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng là khi chúng tôi cùng ngồi trò chuyện với quý vị khán giả về chủ đề này thì chúng tôi cũng chỉ là những cái người làm lại những điều đã rất cũ thôi. Bởi vì ngay từ xưa, trước khi em gái mưa, em gái trà xanh xuất hiện thì ông bà mình cũng đã gọi người thứ ba đó là phở rồi. Cơm nhà với phở thì rõ ràng là nó cũng đã là những cái ám chỉ mà nó đi từ rất là xưa rồi. Nhưng câu chuyện này chưa bao giờ cũ. Nó là một câu chuyện rất xưa nhưng mà nó chưa bao giờ cũ. Bởi vì mỗi một gia đình nó sẽ có những cái kiểu xảy ra rất là khác nhau. Và chúng tôi chỉ hy vọng rằng chúng ta có một cái cuộc trò chuyện ngắn, được tiếp xúc với những nhân vật đến với người thứ ba trong cái talk show này, và chúng ta sẽ có thêm chất liệu cho cuộc sống của mình và có thể an tâm và bình tĩnh nếu như lỡ chẳng may chúng ta phải đón nhận những cái sóng gió trong cái mối quan hệ của hai người, để rồi người thứ ba phải xuất hiện. Vâng, và Tonia cũng như là Hải Yến ngồi đây để lắng nghe chia sẻ của nhân vật trong chương trình ngày hôm nay. Và Hải Yến xin giới thiệu nhân vật của chương trình ngày hôm nay. Như thường lệ thì nhân vật của chúng tôi sẽ xuất hiện ở trong một căn phòng tối. Ở đó thì nhân vật sẽ chia sẻ câu chuyện của mình, để ở đây Hải Yến, Tonia cùng lắng nghe, cùng có thể tìm ra được những cái giải pháp tốt nhất dành cho tâm lý của nhân vật. Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi. Chào chương trình, mình đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Mình là một nhân viên kế toán. Hôm nay mình đến với chương trình Người thứ ba. Mình muốn chia sẻ về cái cuộc hôn nhân của mình có người thứ ba chen chân vào. Chị ơi, cho tụi em hỏi là cuộc hôn nhân đó đã trải qua bao nhiêu năm? 6 năm. Và trong suốt 6 năm đó thì anh chị có bao nhiêu cháu ạ? 2 cháu. 2 cháu. Vậy thì mình yêu nhau bao lâu thì mình quyết định kết hôn chị? Hay là mình kết hôn qua mai mối, qua một cái sự kiện bất ngờ rồi gặp nhau rồi nhanh chóng kết hôn? Mình yêu nhau 13 năm mới kết hôn. Là do trước đây hai gia đình chơi chung với nhau rất là thân. Mười mấy năm yêu nhau như vậy, mình vẫn đang rất ngơ ngác là vì sao cái cuộc hôn nhân nó chóng vánh như vậy. Em thì lúc đó nói chung là em vẫn tin tưởng chồng em tuyệt đối, em không có nghĩ cái vấn đề gì hết. Tới khi em đi sanh bé là 5 ngày được xuất viện, thì tới ngày thứ 8, thứ 10 gì đó thì em bắt gặp tin nhắn. Tin nhắn của anh với người con gái khác. Thế là em mới đi thuê thám tử và em biết được chỗ hai người đang mướn nhà ở. Vậy thôi, bây giờ mình bắt đầu từ điểm đầu đi nè. Đó là một cái tình cảm thanh mai trúc mã rồi. Ba mẹ của anh qua dạm ngõ bên nhà em, qua tới nhà ba em thì ba em đuổi về. Em cũng nói như vậy, bây giờ đã đến nước này rồi thì giờ mình làm liều đi.
Mình yêu nhau lúc mình học lớp 9, nghỉ hè lớp 9 lên lớp 10. Trong suốt quá trình 13 năm thì có cũng mấy năm là xa nhau. Là khi mình học lớp 9 mình quen, thì tới khi lên đại học á, vô năm thứ nhất thì mình chia tay. Vì sao? Mình có nhớ lý do mà mình chia tay ở cái thời điểm đầu đó không chị? Nói chung là từ ngày mình quen á, thì là gia đình bên mình là cấm không cho quen. Ba của mình không muốn cho quen. Lý do lúc đó ba không cho quen là gì chị? Mình có thể nói một câu nó rất là ngắn gọn, đó là môn đăng hộ đối á. Lúc đó gia đình mình thì khá giả hơn. Và là lúc đó mình lại là con gái một. Mà lên đại học thì là mỗi đứa chọn một cái trường khác nhau. Thì lúc đó thì sẽ ở một cái nơi khác nhau. Yêu xa đó quý vị, yêu xa thì hai đầu thành phố. Đó cũng là một cái mốc và một cũng là một cái thời điểm lúc đó mình mới quyết định chia tay. Tại mình thấy áp lực gia đình. Mình thấy lúc đó mình quen mà kéo dài thời gian nữa thì mình nghĩ là nó sẽ cũng không có được đi đến với nhau được. Khi mình tốt nghiệp đại học ra thì mình đi làm rồi. Một năm sau thì mình mới gặp lại. Là mình 4 mới năm. Quay lại. Dạ, 4 suốt năm. Suốt một chặng đường đại học 4 năm. Trong suốt 4 năm đó đó, hai người có thỉnh thoảng nghe ngóng về tin của nhau tại vì cùng quê mà. Đợt đó là mình đi về quê. Xong mình mới điện thoại lên nhà mình hỏi thăm. Thì hỏi thăm là dạo này anh như thế nào. Thì cũng nghe người nhà nói là anh cũng đi làm vậy đó. Rồi thế là mình xin số di động. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là sau 4 năm ra trường rồi á, là mình mới gọi cái cuộc gọi đó. Chứ còn trong suốt 4 năm chia tay là mình để cho trời yên biển lặng. Mình không có khơi khẩy cái gì hết. Dạ đúng rồi, tại vì lúc đó mình cũng có quen người khác. Anh cũng có quen người khác. Mình gọi điện thoại thì mình chỉ nghĩ anh là một người bạn thôi. Tại vì mình đã chia tay 4 năm rồi. Em thì đang đi làm ở Sài Gòn, nhưng mà em đi về quê thì em mới gọi. Thì lúc em gọi thì em đang ở Sa Đéc, còn ảnh thì đang đi làm ở Vĩnh Long. Mà lúc em gọi là 6 giờ mấy, 7 giờ tối rồi. Thì em gọi em chỉ để hỏi thăm thôi. Thì ảnh thấy cái số điện thoại bàn nhà em thì ảnh biết là em đang ở Sa Đéc. Ảnh hỏi em là gặp uống cà phê được không. Thì em cũng nói là ok được. Thì em cũng không nghĩ, em lúc đó em cũng không biết là ảnh đang ở Vĩnh Long luôn. Em cứ nghĩ là ảnh ở đâu gần gần đây thôi. Thì một xíu xíu rồi ảnh hẹn em là khoảng nửa tiếng 45 phút ảnh sẽ có mặt. Thì thật sự lúc đó là sau này thì em mới biết được lúc đó ảnh đang ở Vĩnh Long, ảnh chạy về. Rồi mọi người ơi, mọi người có biết cái khoảng cách từ Vĩnh Long rất qua Sa Đéc không? Dạ, mà anh đi 20 một tiếng bao nhiêu? Khoảng 20 mấy cây. Thì sau bữa cà phê đó thì em hôm sau em lại lên Sài Gòn, em lại đi làm việc tiếp. Thì cũng nói chuyện, lúc lên tới Sài Gòn thì cũng nói chuyện điện thoại qua lại. Thì đâu khoảng chừng 2-3 tháng sau, anh nói là anh đi lên Sài Gòn anh làm luôn. Thì em cũng không nghĩ là anh đi lên Sài Gòn anh làm là vì em hay là vì công việc. Nhưng mà lúc đó chị có cảm nhận mây mẩy rằng là anh đó lên đây là vì mình hay không ạ? Có đúng không? Dạ. Sao rồi đã biết cảm nhận vậy, sao không cản người ta đi? Tại vì lúc đó em mới chia tay người yêu của nói em. Nói chưa, tôi nói là đó, đó. Rồi sao rồi, người ta lên, người ta làm việc gần mình. Dạ đúng rồi, thì làm việc gần em. Rồi mới bắt đầu mới nảy sinh tình cảm. Và thật sự lúc đó em cũng không biết là anh đang quen một người ở Vĩnh Long luôn. Tại thời điểm đó? Dạ, tại thời điểm đó. Khi anh lên trên đây, anh bỏ người ta. Là sau này em mới biết là vì người ta điện thoại, người ta khóc lóc. Lúc đó cảm giác làm sao? Có muốn tiếp tục nối lại tình xưa không? Thật ra thì nói chung là đó là một cái tình cảm thanh mai trúc mã rồi. Em cũng đã trải qua 2 mối tình kế anh, nhưng mà thật sự lúc đó em vẫn còn tình cảm. Cho nên em cũng muốn quay về. Giờ tính này nha, mình yêu nhau 4 năm hơn. Dạ. Mình chia tay 4 năm. Dạ. Là tiếp tục 8 yêu năm nhau 4 rồi. Năm nữa. Rồi mình ráp lại mình yêu nhau 4 năm nữa. Đúng rồi đấy ạ. Vậy thì cho em hỏi nè, cái mối tình mà lúc bắt đầu thôi cho đến đám cưới mà 4 năm cũng vẫn là một mối tình dài. Đúng. Vậy thì tại sao mình đã thanh mai trúc mã với nhau, mình đã chia tay một đoạn, rồi mình ráp lại mà mình vẫn đợi đến 4 năm sau mới cưới? Có cái trải nghiệm nào đó trong 4 năm để mình cảm thấy là không nên cưới liền không? Dạ có chị. Thì em cũng nói ngay từ đầu là ba em cấm. Mà thật sự lúc đó hai đứa yêu nhau quá. Cuối cuộc hai đứa em tự nắm tay nhau đi học đào.
là do nhà hai bên đều đạo Thiên Chúa. Đi học đạo suốt một năm, bắt đầu ba mẹ của ảnh mới qua dạm ngõ bên nhà em. Thì cái ngày đi dạm ngõ này nó cũng rất là trắc trở. Thật ra là em nói nó như vậy, ba mẹ em cũng ly hôn ngay từ lúc em còn nhỏ. Cho nên khi mà gia đình ảnh qua dạm ngõ bên mẹ em thì mẹ em đồng ý. Qua tới nhà ba em thì ba em đuổi về. Mình lớn lên cùng với ba và em lớn lên với mẹ. Em ở với mẹ, nhưng mà mặc dù ở với mẹ nhưng mà toàn bộ các cái chu cấp về kinh tế từ bé của mình là ba. Dạ. Nên là thực ra là cái sự can thiệp của ba nó cũng rất là có sức nặng ở đây. Dạ, đúng, đúng rồi. Rồi khi mà nhà trai qua tới nhà ba mà ba phản đối như vậy thì nhà trai làm sao? Thì nhà trai phải đi về chị. Thì lúc đó ba mẹ ảnh điện cho ảnh nói, thì lúc đó em ảnh chỉ biết khóc thôi, mà đám cưới thì cũng đã coi ngày rồi. Em cũng nói như vậy, bây giờ đã đến nước này rồi thì giờ mình làm liều đi. Có nghĩa là giờ ba không gả thì vẫn cưới nhau. Mẹ em đứng ra gả thì thiệp mời cũng in hết rồi. Thì ngày cưới nhà hàng cũng đặt hết rồi. Thì tới thời điểm đó thì còn khoảng một tuần nữa đám cưới. Thì em về quê trước để chuẩn bị đám cưới. Thì tới thời điểm đó ba em vẫn khẳng định là không dự cái đám cưới của tụi em. Ba em vẫn khẳng định một mực là không bao giờ dự đám cưới của tụi bay. Lúc đó em buồn lắm chị. Khóc nhiều lắm. Em không nghĩ là ba có một mình mà đám cưới ba không dự. Rồi cái cũng có sự tác động là bạn bè của ba nói vô cho ba hiểu. Thì cuối cùng lại là 3 ngày sau, tức là còn lại được 3 ngày nữa là đám cưới. Thì ba mới kêu hai vợ chồng em. Tối hôm đó ba điện cho em, ba nói sáng hai đứa bay qua sớm. Thì ba mới nói là thì bây giờ thôi cho tụi bay cưới, tao vẫn dự đám cưới của tụi bay. Thì cuối cùng đám cưới vẫn diễn ra suôn sẻ và vui vẻ. Gom hết tiền đám cưới em mới mở công ty. Thì anh đề nghị em mua xe SH, nhà em cũng mua iPhone 4 hồi xưa mới ra. Nói chung là anh không thiếu một cái gì hết. Thì từ lúc đó anh bắt đầu xin đánh. Khi mà tụi em kết hôn được một tháng thì ba em thấy ông xã em giỏi, có nghĩa là rất là giỏi ghen về vấn đề trong nhà, kiểu gì cũng làm, mà nói chung là về học thức nữa, thì thấy rất là ok. Sự nghiệp cũng có, học thức cũng cao và hiền. Còn mười mấy năm qua là ba không có tiếp xúc, ba chỉ nghe những người xung quanh nói xấu về gia đình của anh xã. Thì đó là một cái mắt xích mà bao nhiêu năm nay ba không có biết được. Thì khi bây giờ lấy nhau về thì ba mới hiểu được là thằng này nó hiền chứ không giống như người ta nói. Thì đại khái như vậy. Thì lại ba em bắt đầu thương ông xã em. Khi mà lấy nhau được một tháng thì ba có kêu lại và ba cho của hồi môn luôn, là ba mua đất ba cho hai vợ chồng luôn. Thì đó là do ba thương. Thì ở được khoảng, nói chung là từ ngày mà cưới nhau thì em mới nói với ông xã là mình không đi làm công nữa. Có nghĩa là mình không đi làm nhân viên cho người ta nữa, mình có thể đứng ra mở công ty để làm. Thì lúc đó em mới gom hết tiền đám cưới của hai bên đó. Thì em mới mở công ty, là em mở một cái công ty là chuyên về máy tính. Tại vì anh là kỹ sư về máy tính đó. Thì hai vợ chồng bắt đầu từ đó thì làm ăn lên, sanh bé đầu ra. Thì mọi việc nó cũng rất là suôn sẻ. Nhưng mà chỉ có một cái là trong công việc thì em với anh hơi khắc khẩu thôi, khắc khẩu về mặt công việc thôi chứ cũng không có đến nỗi nào. Thì em thấy chồng em cũng hiền. Thì lúc đó đó là bé thứ nhất của em là được 4 tuổi á. Thì em nói là thôi bây giờ em muốn có một bé thứ hai nữa, tại vì em không muốn cái cảnh là giống em là một con một á, thì sau này nó khổ lắm. Thế là em cấn bầu đứa thứ hai. Thì từ lúc em cấn bầu bé thứ hai
thì anh đề nghị em mua xe SH. Nhà em cũng mua iPhone 4 hồi xưa mới ra. Nói chung là anh không thiếu một cái gì hết. Thì từ lúc đó anh bắt đầu xin đánh. Từ đó giờ anh rất là hiền. Chứ anh từ lúc quen em tới khi mà lấy em suốt mấy năm nữa là em biết anh là gần 20 năm là anh lành không có biết tính. Đi ra đường luôn. Dạ, chỉ có đi chơi với em thôi. Thì sau này thì bắt đầu bạn bè rủ cà phê rồi đi nhậu đi nhẹt này kia. Thì lúc đó thứ nhất là anh đang có tiền nữa. Hồi xưa giờ em giữ tiền. Thì anh mới nói với em là thôi bây giờ để anh giữ tiền. Tại lúc đó em có bầu là em bị nghén. Bé thứ hai nghén lắm. Em không có ngồi nổi để em làm việc. Thì anh mới nói là thôi bây giờ chuyển hết tài khoản qua cho anh đứng. Tiền bạc anh giữ. Dạ. Thì em tin chồng. Do nhỏ lớn em đã biết tánh ảnh nó như thế nào. Tới khi em đi sanh bé là 5 ngày được xuất viện. Thì tới ngày thứ 8, thứ 10 gì đó thì em bắt gặp tin nhắn qua điện thoại của cái cô đó luôn. Cô đó lại là nhân viên của em. Nội dung là anh đưa tiền cho cô đó xài và hẹn ra điểm đó. Mà nói chung nó rất là nhiều. Một cái thời gian rất là nhiều chứ không phải là một vài tin nhắn. Dạ. Số tiền thì em không biết bao nhiêu. Chỉ biết là có chu cấp. Dạ, chỉ biết là đưa tiền thôi. Cái cô nhân viên đó đã vào làm cho mình bao lâu rồi? Dạ, cô nhân viên đó vào làm lúc chắc lúc đó thời điểm đó chắc khoảng được tầm 4 5 tháng gì á. Mình phụ nữ mới sanh á, còn nằm cữ á thì cái cảm giác đó nó kinh khủng lắm. Nếu để nói điên và chết, nếu mà người mình không bình tĩnh và mình không vượt qua cú sốc đó thì cũng có thể là mình điên dại là vì những cái đó. Cái thời điểm sau sinh, bản thân cái việc sau sinh nó đã là một cái chướng ngại rất là lớn đối với người phụ nữ rồi. Và bạn phải tiếp nhận thêm một cái cú sốc nó cũng rất khủng khiếp. Thì thường chúng ta không có gục ngã vì cái người tấn công mình và mình biết người đó tấn công mình vì mình đề phòng rồi. Yeah. Chúng ta thường suy sụp và thật sự là một cái cú rất là knock out với những người thân thiết. Đúng. Và hoàn toàn đặt niềm tin 100%. Mọi người ơi, tôi vẫn muốn nhắc lại là đây là cái người đàn ông mà 20 mấy năm ảnh hiền lành nha. Nhưng vì sao trước đó mình phát hiện ra tin nhắn vậy? Là do con trai của em á, bé mượn điện thoại của cái cô nhân viên để chơi game. Mà bé dạ, bé vô tình là bé cầm lên phòng em đang ở trên phòng là bé chơi. Thì em mới nói với bé là em của con nó mới ngủ, mẹ mới dỗ được hả? Con mở game con chơi đây nó ồn lắm, em nó thức, mẹ dỗ em khó lắm. Thì bé mới đưa cái điện thoại qua cho em để tắt âm. Dạ, để tắt âm. Thì trong lúc bé đang truyền cái điện thoại qua cái tai của em thì vô tình tin nhắn nó tới. Mà tin nhắn đó là ông xã em nhắn. Chính vì cái điều đó em mới đọc được. Chứ từ xưa giờ em chưa bao giờ đầm cái điện thoại của ai để em đọc. Đó là cái sự vô tình mà em mới đọc được. Bạn có nghĩ đó là sự xếp đặt của vũ trụ không? Rồi lúc đó bạn làm gì tại cái thời điểm bạn đọc được cái tin nhắn đó? Em nói chị là người em giận mà nó tím tái mà nó cứng người luôn. Em nói chị em không mở miệng được. Nó cứng người luôn. Một cái cảm giác mà tê khủng dại. Khiếp lắm. Dạ. Thì em tới chừng đâu khoảng vài phút sau em mới bình tĩnh là em chỉ biết hét lên thôi. Ảnh về mình đã nói gì với ảnh về cái tin nhắn đó? Thì em kêu ảnh đưa cái điện thoại ảnh ra. Thì ảnh đã biết rồi. Anh không đưa. Tại điện thoại anh xài mật khẩu. Ảnh nói là anh chỉ coi người đó là em út. Và em mới nói là em không muốn cái người đó làm ở trong công ty một ngày nào nữa. Anh tự giải quyết vấn đề này. Cái vị trí của cái bạn đó ở công ty mình tại thời điểm đó là gì? Dạ, nhân viên sale thôi ạ. Vậy thì bạn đó có nghỉ liền không? Dạ, em nói là bây giờ phải giải quyết cho bạn đó nghỉ liền. Thì anh mới nói với em một câu là cho bạn đó làm thêm một tuần nữa. Tại vì bạn đó đã ứng lương rồi. Em có nói bao nhiêu lương cũng bỏ không? Có chị. Trời, cái nư của chúng ta tại thời điểm đó là ứng 3 tháng lương tôi cũng bỏ nữa. Chính xác.
Rồi sao? Rồi anh vẫn không chịu. Vẫn anh không chịu. Em mới nói nếu vậy để em xuống em giải quyết. Ừ, đúng. Nhưng em chỉ xuống em lịch sự, em nói là thôi em đi về đi, hôm nay em làm tới đây thôi. Lúc mà mình xuống á, mình có quan sát được cái mặt của bạn ấy để... Bạn để... ấy hoàn toàn không biết. Bạn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Dạ, đúng rồi. Tại vì em kêu ông xã em lên phòng em giải quyết. Trời, cái này là trà xanh hay em gái mưa, tao giờ tôi không xếp loại được luôn rồi nè. Ông xã em cứ nói là bạn nó đi về đi, thì bạn te te, bạn đi ra luôn. Trời ơi, là đi ra với một cách cũng thần thái lắm nha. Te te là đi cũng thần thái đó. Rồi sao? Tại vì em đang ở cử, em không có chưa có ngồi làm việc. Thì từ cái vụ đó thì hôm sau là... Cái hôm đó là ngày thứ bảy. Thì thứ hai là em xuống em ngồi làm việc luôn. Đó có nghĩa là em sanh mới có mấy ngày em vô làm việc. Dạ, chưa được 2 tuần đó. Dạ chưa. Là em cho bỏ con bà ngoại chăm trên lầu, em xuống em làm việc luôn. Và bạn đó phải nghỉ. Chiều hôm đó bạn đó nhắn tin cho em rất là nhiều. Bạn thanh minh, thanh nga đủ thứ hết. Bạn chỉ coi ông xã em giống như là anh hay hoặc là chú. Tại lúc cái thời điểm đó bạn đó chỉ có mới 19-20 tuổi thôi. Trời ơi, cỏ bên kia đồi rất non và xanh. Dạ, nhưng mà chị ơi, cái đó không phải làm người thứ ba phá vỡ hạnh phúc của em. Ủa? Em đang ẵm con em đi ngang cái quán phở, thì em nhìn vô em thấy anh và người yêu đó đang ngồi ăn rất là âu yếm và tình tứ. Em cầm nguyên tô phở em ụp vô mặt nhỏ đó luôn. Thì anh mới lấy đồ anh phan em, và em chạy vô em lấy da em đâm, em tính anh chết luôn. Cái chuyện đó trôi qua thì bắt đầu anh là bỏ, anh bỏ nhà anh đi 2-3 ngày anh về, 3-4 ngày anh về. Có nghĩa là nó cứ liên tục như vậy. Dạ. Cứ thỉnh thoảng bao nhiêu lâu thì đi vài ngày. Thì anh về anh ở nhà được 1 ngày, thì anh đi 2-3 ngày. Em ghen lòng lộn lắm chứ, nhưng mà do con em mới có 2-3 tháng à. Mà hai đứa con, bé kia thì mới có 4-5 tuổi. Nói chung là em với ảnh bày cự cãi. Thì ảnh mới nói là anh đi đâu anh thích làm gì anh làm trời anh. Ảnh nói là bây giờ ảnh sợ tiếng khóc của con nít. Cứ vậy đó là một cái lý do. Ảnh nói anh muốn đi, nhiều khi anh muốn đi hoài, anh không muốn về. Lúc đó con nói thật tâm và khách quan thì con có khóc nhiều không? Dạ không. Và cái việc mà mình chăm hai đứa trẻ nhỏ trong nhà của mình giai đoạn đó, thực ra thì theo bạn thấy nó có quá áp lực không? Quá áp lực chị. Em vừa công việc vừa hai đứa con, em làm hết từ A tới Z. Em nói thật sự lúc thời điểm đó em xin lỗi mọi người, là một người, ba người làm không bằng một mình em. Em chấp cả nam luôn. Mà nói nghe nè, ghi nhận hết cái sự nỗ lực đó. Tôi định lát nữa tôi mới nói, nhưng mà tôi không biết lát nữa bạn có bật đèn hay không. Đó là tôi không có ủng hộ cái chuyện đó quý vị. Chúng ta tiền nó cần, đồng ý là chúng ta rất là cần tiền, nhưng mà chúng ta còn cần sống nữa mọi người. Và cần một ai đó chia sẻ để bớt gánh nặng cuộc sống. Nhưng mà hãy yêu thương bản thân mình, nếu mình có đủ cái điều kiện để dàn trải bớt ra. Rồi làm sao mới phát hiện được cái cô trà xanh chốt đơn này? Tới một hôm, là hôm đó sinh nhật của anh. Em nhớ là ngày 18 tháng 12. Thì sáng hôm đó em ẵm con em đi ra đầu đường tiệm bánh kem đó, thì nó cũng đi bộ một xíu tới. Em mới đặt mấy bánh kem để tối anh về em làm sinh nhật cho anh. Thì em đang ẵm con em đi ngang cái quán phở cách cái tiệm kem đó 2 căn. Và thì, gần nhà. Dạ. Là đầu đường nhà, đầu hẻm luôn. Thì em nhìn vô em thấy anh và cô người yêu đó đang ngồi ăn. Nhưng mà ăn phở một cách rất là âu yếm và tình tứ, là tay tròn tay và đầu tròn vai trong quán phở luôn. Em qua đánh ghen. Tới nơi em nóng quá, em quên quất à, nóng đồng quá, em giọng vô mắt luôn. Rồi em đánh luôn chồng em luôn. Sau đó thì em lấy chiếc xe anh hắt về. Thì từ cái chuyện em lấy chiếc xe anh hắt về thì nó lại sinh ra chuyện khác. Thì ba mẹ chồng của em đi nộp đơn ly hôn cho em. Ba mẹ nói nè, kể từ ngày hôm nay ba mẹ không có đứa con dâu này mà hai đứa cháu nội này nữa.